Ngô Minh Hiếu, Hiếu VC, Hiếu thứ nhất. Anh là một hacker chính hiệu, sinh năm 1989, người đã phải nhận 13 năm tù vì tội trộm cắp và bán thông tin cá nhân của hơn 200 triệu người Mỹ và Nhật Bản. Hiện tại năm 2020, anh là chuyên gia tại Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng quốc gia NCSC. Hiếu BC là ai? Hiếu BC tên thật là Ngô Minh Hiếu, anh nổi tiếng trong làng hacker, bảo mật với biệt danh là Hiếu BC. Hiếu sinh năm 1989 và được làm quen với máy tính, Internet từ rất sớm. Khoảng 10 năm trước, cái tên Hiếu BC đã nổi danh trên các diễn đàn chuyên về công nghệ và hack tại Việt Nam. Lúc đó thì Hiếu mới chỉ 19 tuổi. Hiếu xuất thân từ một gia đình trung lưu, sở hữu một cửa hàng bán đồ điện tử và được bố mẹ mua cho một chiếc máy tính từ rất sớm, khoảng 12 tuổi. Hiếu đã từng du học tại New Zealand, nhưng sau đó bị đuổi vì đã hack vào hệ thống của chính ngôi trường mà anh theo học. Hiếu đã báo cáo lỗ hổng cho chuyên gia IT của trường, nhưng không được ai quan tâm. Vì thế thì Hiếu đã tiếp tục hack vào hệ thống của nhà trường, cũng như nhiều trang web khác. Ngoài ra, Hiếu còn đánh cắp dữ liệu thẻ thanh toán để mua sắm. Sau khi bị đuổi học, cuộc đời của Hiếu rẽ sang một trang khác, đầy tối tăm. Hiếu hack các website của Mỹ như Microbit, CalVenture và Experian. Mục tiêu của Hiếu là đánh cắp thông tin của người Mỹ và bán trên các trang web mà Hiếu và đồng bọn lập ra. Hiếu thậm chí còn tin rằng anh có thể cung cấp thông tin của mọi công dân Mỹ. Sau vài năm, Hiếu kiếm được khoảng 2 triệu đô từ hoạt động phi pháp của mình. Hiếu không hề biết rằng những nạn nhân của anh đã khốn đốn như thế nào khi bị mất thông tin cá nhân. Hiếu đã mau chóng lọt vào tầm ngắm của FBI. Cơ quan này đã mất rất nhiều thời gian và công sức mới tìm ra được danh tính thật của Hiếu. Bằng cách móc nối với một hacker có liên hệ với Hiếu, FBI đã lừa được Hiếu rời khỏi Việt Nam để tới đảo Guam năm 2014. Hiếu đã bị bắt tại đảo Guam sau khi vừa xuống máy bay và bị dẫn độ về Mỹ. Năm 2015, Hiếu bị tuyên án 13 năm tù. Vào ngày 20 tháng 11 năm 2019, theo trang web của nhà tù Liên bang Mỹ, Ngô Minh Hiếu đã được trả tự do sớm hơn 4 năm so với ngày dự kiến ban đầu. Và Hiếu đã chính thức được trả tự do về Việt Nam vào ngày 4 tháng 8 năm 2020. Đầu tháng 12 năm 2020, đại diện của Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng quốc gia NCSC đã xác nhận với báo Tuổi Trẻ rằng Ngô Minh Hiếu đã nộp đơn và được chấp nhận làm việc cho cơ quan này. Trên đây là thông tin về Hiếu BC, Hiếu thứ nhất. Bạn có chia sẻ gì với Hiếu? Hãy bình luận phía bên dưới nhé!